Thưa quý vị, sáng nay Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã làm việc với Ban Thường vụ tỉnh Thanh Hóa về tình hình kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2021 và 7 tháng năm 2022, kết quả thực hiện chiến lược cải cách tư pháp, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. 7 tháng đầu năm 2022, mặc dù gặp phải rất nhiều khó khăn, thách thức, song được sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo, hỗ trợ của Trung ương, cùng với sự đoàn kết, thống nhất, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc trong tỉnh, tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh luôn giữ được ổn định và đạt nhiều kết quả quan trọng. Tốc độ tăng trưởng sản phẩm trên địa bàn trong nhóm 5 tỉnh thành phố đứng đầu cả nước, nhiều chỉ tiêu kinh tế tăng cao so với cùng kỳ, các hoạt động văn hóa, giáo dục, y tế được tổ chức linh hoạt, thích ứng an toàn với tình hình dịch bệnh, chất lượng, hiệu quả được nâng lên, an sinh xã hội được chăm lo, đời sống nhân dân ổn định, quốc phòng an ninh được bảo đảm, công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị đạt kết quả tích cực. Tuy nhiên, chất lượng tăng trưởng kinh tế, khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp, các sản phẩm còn hạn chế, kết cấu hạ tầng còn thiếu, chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, nhất là hạ tầng khu kinh tế, khu công nghiệp và khu vực miền núi. Một số dự án triển khai chậm do vướng mắc về giải phóng mặt bằng, năng lực khoa học công nghệ, nguồn nhân lực chất lượng cao còn hạn chế, năng lực hệ thống y tế cơ sở, y tế dự phòng còn yếu, ô nhiễm môi trường, mất vệ sinh an toàn thực phẩm còn xảy ra. Tại buổi làm việc, Ban Thường vụ tỉnh ủy Thanh Hóa đề xuất các giải pháp để phát triển kinh tế của tỉnh, trong đó có mở rộng cảng hàng không Thọ Xuân, cải tạo, mở rộng nhà khách hiện hữu T1 và xây mới nhà ga hành khách T2, tổng công suất thiết kế nhà ga hành khách đạt 5 triệu hành khách một năm, xây dựng thêm đường cất hạ cánh số 2, cách đường cất hạ cánh số 1 khoảng 360m về phía đông. Hiện nay, cảng hàng không Thọ Xuân chỉ có một đường cất hạ cánh và hệ thống các đường lăn được xây dựng vào cuối năm 1970, đầu những năm 1980. Với chủ đề Việt Nam đất nước anh hùng, chương trình nghệ thuật Sao độc lập 2022 do Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản, Bộ Biên tập Báo Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức nhân kỷ niệm 77 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Tham dự chương trình có đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch nước, đồng chí Lê Quốc Minh, Tổng biên tập Báo Nhân dân, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam. Chương trình giao lưu nghệ thuật Sao độc lập gồm hai phần. Phần 1 mang tên Việt Nam, dân tộc quật cường, xả thân vì đại nghĩa. Và phần 2 là Việt Nam, nguồn cảm hứng của hòa bình và phát triển. Đó là những ca khúc đi cùng năm tháng, gắn liền lịch sử bảo vệ Tổ quốc, ca ngợi tinh thần đấu tranh anh hùng, bất khuất để giành độc lập dân tộc. Mình cảm thấy là vô cùng xúc động. Mình thấy rằng là mình, trong quá trình học tập, ấy, trong quá trình làm việc sau này, trong tương lai thì mình cần phải cố gắng hết sức để có thể xây dựng xã hội và đất nước chúng ta trở nên tốt đẹp hơn cho thế hệ tương lai, và đồng thời là để gọi là trả ơn cho những thế hệ đã hy sinh, những thế hệ chiến đấu đất nước của mình. Mình rất là xúc động, nhất là đặc biệt cái hình ảnh mà các bác, các cô, các chú mà lão thành cách mạng khi lên sân khấu, thì cái cảm nhận của những cái ánh mắt, những cái sự nhiệt huyết mình vẫn nhìn thấy ở trong ánh mắt của các bác đấy. Và chính những hình ảnh đấy nó truyền cảm hứng sang cả bên mình. Trải qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, chí khí và hành động của dân tộc ta đã kết tinh thành truyền thống anh hùng vô cùng cao quý. Chúng ta thà hy sinh tất cả chứ không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ. Lời bác truyền sức mạnh cho một thế hệ anh hùng đứng lên làm cách mạng, quật cường, xả thân vì nghĩa. Trong khuôn khổ của chương trình Sao độc lập, ban tổ chức đã trao tặng 20 phần quà là sổ tiết kiệm trị giá 10 triệu đồng cho các bậc lão thành cách mạng, các bà mẹ Việt Nam anh hùng, các anh hùng lực lượng vũ trang, các thương bệnh binh, cựu chiến binh qua các thời kỳ kháng chiến. Đó là sự tri ân sâu sắc và là niềm tự hào về lớp lớp người Việt Nam đã anh dũng chiến đấu, hy sinh để giành giữ nền độc lập tự do. Nằm trong các hoạt động lễ hội Đền Cửa Ông tối qua tại khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Cửa Ông, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh đã diễn ra chương trình nghệ thuật với chủ đề Về miền đất thiêng. Các tiết mục đã tạo nên bức tranh sinh động, đa sắc màu, phục vụ nhân dân và du khách đến tham dự. Sau 2 năm bị gián đoạn do dịch COVID-19, lễ hội Đền Cửa Ông năm nay đã được diễn ra với quy mô lớn, có đầy đủ 2 phần lễ và hội.
Phần hội gồm chương trình nghệ thuật với chủ đề Về miền đất thiêng do Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam và các nghệ sĩ vùng mỏ biểu diễn, với gần 20 tiết mục đặc sắc ca ngợi công lao to lớn của các bậc khai quốc công thần, những người có công với dân, với nước. Chương trình giới thiệu quảng bá di sản văn hóa, cảnh sắc, thiên nhiên, con người quê hương vùng mỏ. Chương trình nghệ thuật cũng được dàn dựng theo hình thức ca múa nhạc, được dàn dựng công phu, có nội dung mang đậm giá trị văn hóa độc đáo của vùng đất mỏ, thể hiện lòng biết ơn, tưởng nhớ công lao to lớn của các bậc tiền nhân và là dịp để giới thiệu về tiềm năng thế mạnh của vùng đất, con người Cẩm Phả, Quảng Ninh. Việc xếp hàng từ nửa đêm hay chấp nhận may rủi bốc thăm để có được suất cho con đi học trường công là chuyện không mới ở Hà Nội, diễn ra từ nhiều năm nay. Vấn đề nằm ở đâu thì ai cũng có thể nhìn thấy rõ. Đó là trường học chưa được đầu tư tương xứng với tốc độ đô thị hóa, trong khi đó chung cư mỗi ngày một phình ra. Và ghi nhận sau đây của phóng viên Truyền hình Nhân dân. Trong 2 ngày 27 và 28 tháng 8, khoảng hơn 700 phụ huynh đã có mặt tại hội trường Ủy ban Nhân dân phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai để bốc thăm dành suất cho con vào trường mầm non Hoàng Liệt bởi số lượng đăng ký nhiều gấp đôi chỉ tiêu mà nhà trường có khả năng đáp ứng. Muốn là cháu được học cái trường công của nhà nước mà mình mở ra thôi. Cái chuyện mà đi bốc số như này thì chẳng ai mong muốn cả. Đấy, thì thực ra là trong gia đình mình thì cũng rất... rất buồn nhưng mà phải chấp nhận thôi, đó là vì là không còn cái phương án nào khác. Với quy trình hai vòng, vòng 1 là bốc thăm số thứ tự. Sau khi bảo đảm đã tham gia vòng 1, phụ huynh sẽ dùng số thứ tự để lần lượt bốc thăm phiếu tuyển sinh. Các phiếu hợp lệ là phiếu có đầy đủ xác nhận của trường mầm non Hoàng Liệt. Rất là lo lắng ạ, lo lắng là con không biết là con mình có được vào hay không ạ. Và cho đến bây giờ khi mà đã cầm được cái tấm phiếu là chúng tuyển rồi thì đã yên tâm rất nhiều. Nhưng không phải ai cũng là người may mắn. Trong tổng số hơn 700 hồ sơ đăng ký vào trường thì chỉ có 333 bé được vào học, số lượng vượt quá chỉ tiêu là 380. Do học sinh quá tải cho nên là cái điều này là cũng đã xác định trước rồi cho nên là vấn đề không đi vào trường. Tất nhiên là mong muốn là các cơ quan có chức năng hoặc là chính quyền là mở thêm lớp để cho các cháu nó học. Ngày 29 tháng 8, những phụ huynh bốc được phiếu trúng tuyển cho con sẽ mang phiếu đến trường mầm non Hoàng Liệt, cơ sở Tứ Kỳ để hoàn tất thủ tục tuyển sinh. Chúng tôi không thể xây dựng được trường, chúng tôi cũng không thể là tìm được ô đất, nhưng chúng tôi với chức năng tham mưu, chúng tôi đã có rất nhiều báo cáo gửi Ủy ban Nhân dân quận và tham mưu với Ủy ban Nhân dân quận đề nghị thành phố. Và một trong những điều đó quan trọng đó là đề nghị thành phố khi mà quy hoạch đồng ý cho xây dựng các cái khu chung cư nhất thiết phải đề nghị chủ đầu tư ở đó phải có quy hoạch trường lớp. Đã đến lúc Hà Nội cần phải có kế hoạch cụ thể cho việc khai thác và dành quỹ đất cho trường học những năm tiếp theo, đẩy mạnh xã hội hóa trường học và đặc biệt phải có cơ chế ràng buộc để các nhà đầu tư dành quỹ đất, xây dựng hạ tầng cho các trường công lập khi xây dựng mới những khu chung cư. Dù chưa kết thúc mùa xét tuyển năm 2022, nhưng nhiều trường đại học đã đưa ra các dự tính phương án tuyển sinh cho các năm tiếp theo. Trên tinh thần tự chủ, việc tuyển sinh đại học của một số trường top trên những năm tới sẽ có sự thay đổi căn bản để không phụ thuộc vào điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Đặc biệt là với khối ngành y dược, xu hướng tuyển sinh trong năm tới có những dự báo như thế nào? Xin mời quý vị cùng theo dõi phóng sự ngay sau đây. Chọn thi khối B với môn toán, hóa và sinh học. Mai Ngân dự định sẽ thi y khoa vào năm sau. Trong bối cảnh nhiều kỳ thi được tổ chức trong giai đoạn này, Ngân không khỏi băn khoăn cho định hướng sắp tới. Lo lắng rất nhiều, không biết là nên học như thế nào để cho hiệu quả tốt nhất đối với những khi mà các cái phương thức xét tuyển nó thay đổi rất nhiều. Với ngành y đa khoa thì những kể cả những năm trước hay những năm gần đây thì em thấy gần như là điểm gần như là cao nhất, cũng phải trên 28 điểm. Theo đại diện Trường Đại học Y Hà Nội, thời gian qua, các trường đào tạo khối ngành sức khỏe đã ngồi lại với nhau để bàn bạc các phương án thay đổi cách đánh giá thí sinh. Tuy nhiên, điều chỉnh cụ thể như thế nào cần tính toán lộ trình ít nhất trong 2 hoặc 3 năm tới. Cần phải có cái phân tích kỹ lưỡng và đánh giá là cái kết quả đầu tiên là nó phải tin cậy thì nó mới có giá trị. Thứ hai là phải sử dụng những cái tổ hợp và cái kết quả học tập của những môn học nào
nó liên quan chặt chẽ đối với cái kiến thức cơ bản và cái y học cơ sở để học các cái môn chuyên ngành của các trong đào tạo lĩnh vực sức khỏe. Tôi nghĩ là cần phải có nhiều chuyên gia về mặt chuyên môn đánh giá về kiến thức toán hóa sinh chẳng hạn, và những cái chuyên gia về xã hội học để đánh giá những cái năng lực cần thiết của thí sinh. Thì tôi nghĩ là trong thời gian tới thì chắc là các cái trường đầu đàn trong ngành y sẽ có những cái khởi xướng để chúng tôi cũng sẵn sàng tham gia và đóng góp cho cái việc thay đổi kỳ thi để có thể tuyển chọn được thí sinh một cách tốt nhất. Cách đây gần chục năm, Đại học Quốc gia Hà Nội đã có định hướng tổ chức bài thi chuyên biệt để tuyển sinh thí sinh có năng lực vào những ngành đặc biệt, trong đó có y dược. Tuy nhiên, việc này vẫn chưa được áp dụng. Năm tới, thì Đại học Quốc gia Hà Nội chúng ta đã có kế hoạch xây dựng cái bài thi chuyên biệt hoặc là bài thi đánh giá năng lực, nhưng sẽ có những cái phần chú trọng đến cái phần sinh và phần hóa để phục vụ cho cái việc là tuyển sinh vào khối ngành y dược và sức khỏe. Chúng tôi sẽ đang xây dựng cái đề án tuyển sinh thêm một mức nữa là tuyển sinh cử nhân cộng ích. Đấy, để làm sao thế này? Vì chúng ta cái thi trung học phổ thông của ta đôi khi là cái thực sự là mình khó kiểm soát được cái thật sự là chất lượng. Đấy là cái ý thứ nhất. Cái ý thứ hai nữa, các em phổ thông đôi khi là cũng chưa định hình được là mình có thích làm được y không. Để thích thôi, cũng nhiều bạn học y ra nhưng có làm y đâu. Đấy, thành ra là mà đã là cử nhân rồi mà các bạn quay trở lại học y thì tôi nghĩ là những người đó chắc là nó sẽ chín chắn hơn. Như vậy, từ năm 2023, sinh viên đã tốt nghiệp cử nhân ở một số ngành phù hợp sẽ có cơ hội đăng ký tham gia các chương trình đào tạo cử nhân của trường này để trở thành y bác sĩ. Nhưng đó là câu chuyện của những năm tới. Còn năm nay, trước áp lực thay đổi, các trường thuộc khối ngành sức khỏe xét tuyển đã tăng tỷ lệ tuyển thẳng và kết hợp chứng chỉ tiếng Anh nhằm nâng cao chất lượng đầu vào. Tối ngày 28 tháng 8, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu khai mạc Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Việt Nam năm 2022 tại Lai Châu với chủ đề Nắm chắc thời cơ, vượt qua thách thức, khát vọng vươn xa. Ngày hội diễn ra từ ngày 27 đến 29 tháng 8 với nhiều sự kiện như diễn đàn hành lang khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và cơ hội phát triển, phiên chuyên đề phát triển du lịch cộng đồng gắn với Metaverse, diễn đàn tuổi trẻ Lai Châu hưởng ứng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, triển lãm công nghệ trưng bày và giới thiệu các dự án khởi nghiệp sáng tạo, sản phẩm công nghệ và vinh danh các đại sứ thương hiệu sản phẩm OCOP một số tỉnh. Việc tổ chức ngày hội là hoạt động nhằm thu hút nguồn lực để phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo khởi nghiệp, là cơ hội lớn để các doanh nghiệp, hợp tác xã, cộng đồng khởi nghiệp Lai Châu nắm bắt cơ hội kết nối với cộng đồng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia và các tỉnh bạn thu hút đầu tư. Văn phòng Chính phủ vừa ban hành thông báo số 262 ngày 23 tháng 8 năm 2022, kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp Ban chỉ đạo nhà nước về du lịch năm 2022, bàn về tình hình triển khai các giải pháp thúc đẩy phục hồi du lịch, trong đó nhấn mạnh việc đẩy mạnh kết nối cung cầu lao động, đào tạo lại, đáp ứng nhu cầu nhân lực, phục hồi ngành du lịch. Tại thông báo số 262, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì tổ chức rà soát, đánh giá lại tình hình hoạt động của các doanh nghiệp, hộ kinh doanh du lịch nhỏ và vừa chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 để đề xuất kiến nghị các giải pháp, chính sách hỗ trợ phù hợp, chủ động phối hợp hỗ trợ các nhóm doanh nghiệp du lịch nòng cốt để tăng cường liên kết giữa các địa phương và triển khai các hoạt động định hướng cho việc thúc đẩy phục hồi du lịch trên phạm vi cả nước. Khởi động lại hoạt động số hóa di sản với sự tham gia của doanh nghiệp du lịch để xây dựng và phát triển các sản phẩm du lịch mới. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và các địa phương liên quan đẩy mạnh kết nối cung cầu lao động, đào tạo lại cho người lao động, chú trọng đào tạo nhân lực có tay nghề cao nhằm đáp ứng yêu cầu thị trường và nhu cầu phát triển trong tình hình mới. Các nội dung tiếp theo trong chương trình: 8 tháng CPI cả nước tăng 2,58%. Khắc phục tình trạng chậm hủy các chuyến bay. Thưa quý vị, theo số liệu Tổng cục Thống kê vừa công bố, CPI tháng 8 có mức tăng nhẹ so với tháng liền kề, bình quân 8 tháng chỉ số giá tiêu dùng tăng 2,58%.
So với tháng trước, CPI tháng 8 năm 2022 tăng 0,005%. Theo Tổng cục Thống kê, giá hàng hóa dịch vụ tiêu dùng thiết yếu tăng theo giá nguyên liệu đầu vào và học phí giáo dục tăng trở lại tại một số địa phương là nguyên nhân kéo CPI tăng. Tuy nhiên, giá xăng dầu trong nước liên tục được điều chỉnh giảm từ tháng 7 năm 2022 đã giữ cho chỉ số giá tiêu dùng chỉ tăng nhẹ so với tháng trước. Bình quân 8 tháng năm 2022, CPI tăng 2,58% so với cùng kỳ năm trước, lạm phát cơ bản tăng 1,64% so với cùng kỳ năm 2021, lạm phát cơ bản thấp hơn mức CPI bình quân chung. Điều này phản ánh biến động giá tiêu dùng chủ yếu do giá lương thực và giá xăng dầu. Trước tình trạng chậm hủy chuyến bay của các hãng hàng không trong nước gia tăng, việc ùn ứ hành khách tại khu vực soi chiếu an ninh, chậm giải tỏa hành khách hàng hóa sau khi tàu bay hạ cánh gây bức xúc cho hành khách, thì Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam chủ trì phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan thành lập đoàn công tác kiểm tra khu vực soi chiếu tại các sân bay, đặc biệt là tại các cảng hàng không trọng yếu hiện nay, bảo đảm việc điều phối, quản lý slot bay, kế hoạch bay phù hợp với khả năng thông qua của cảng hàng không. Bộ cũng đề nghị Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp chỉ đạo Tổng Công ty Hàng không Việt Nam nghiên cứu đầu tư nâng cấp trang thiết bị hiện đại, bổ sung thêm khu vực tổ chức soi chiếu kiểm tra an ninh cho hành khách tại các nhà ga, bảo đảm việc kiểm soát an ninh hàng không được thực hiện nhanh chóng, đúng, đủ quy trình. Thưa quý vị, tại làng hoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp, mô tơ điện là phương tiện không thể thiếu để giúp người nông dân sản xuất, tưới tiêu, bơm nước. Tuy nhiên, thời gian gần đây, địa phương này đã có nhiều vụ tai nạn điện thương tâm từ những chiếc mô tơ điện này. Đây là hiện trường một vụ tai nạn điện, làm một người tử vong, xảy ra mới đây tại một hộ trồng hoa ở xã Tân Khánh Đông, thành phố Sa Đéc. Tại em vô em gặp mẹ em, lúc đó em la dữ lắm, em không còn nói chuyện được luôn. Là bắt đầu là em mới lật mẹ em lên điện, nó giật em một cái tưng cái, em mới lui ra xong cái em không có đành, lui ra khoảng một thước à, cái em mới vô bỏ cái đầu mẹ em lên lại một lần nữa, nó giật em một cái nữa là em mới chạy ra luôn đó. Sau vụ tai nạn đau lòng này, gia đình chị Trang, địa phương cũng như các hộ trong làng hoa đã chú ý cảnh giác hơn trong việc sử dụng điện, nhất là với việc tưới tiêu bằng motor điện. Thì mình thấy mình cũng lo, thấy bữa chạy lại thấy hiện trường, thấy chắc nó nằm giật nằm tại chỗ tha nắng, mình thấy cũng lo sợ. Nghe cái vụ điện bữa hổm bị xui ủi xảy ra vậy đó, rồi bữa nay mấy anh điện lực có xuống cũng chỉ vòng vòng mấy ông chú bác anh em rồi đó, đầu lắp cầu dao chống giật với đóng tre dưới đất. 8 tháng đầu năm nay, thành phố Sa Đéc đã xảy ra 5 vụ tai nạn điện, làm 4 người chết, 1 người bị thương, trong đó có đến 4 vụ liên quan đến motor điện. Thì quý khách hàng lưu ý, thứ nhất là chọn cái và sử dụng motor phải có nhãn mác, thương hiệu và đảm bảo chất lượng, cái công suất sử dụng nó phù hợp với tải. Cái thứ hai nữa là cái lắp cái CB chống giật ngay tại motor. Cái thứ ba nữa là phải đối đất an toàn cái vỏ kim loại của motor. Để hạn chế các vụ tai nạn đau lòng tương tự xảy ra, rất cần sự đẩy mạnh tuyên truyền và kiểm tra giám sát chặt chẽ của chính quyền địa phương, các ngành chức năng. Bên cạnh đó, mỗi người dân cũng cần nâng cao ý thức, bảo đảm sử dụng điện an toàn, đúng quy định. Thưa quý vị, để triển khai nghiêm túc có hiệu quả công tác đặc xá năm 2022, trại giam Ninh Khánh thuộc Cục C10 Bộ Công an đã và đang khẩn trương làm công tác chuẩn bị cho đợt đặc xá năm nay. Sau khi nhận quyết định của Chủ tịch nước về công tác đặc xá năm 2022, trại giam Ninh Khánh tỉnh Ninh Bình đã quán triệt cho cán bộ chiến sĩ triển khai thực hiện luật đặc xá bảo đảm chính xác, khách quan, công khai, minh bạch và phổ biến quy định về công tác đặc xá đến toàn thể phạm nhân. Khi được Chủ tịch nước công bố quyết định đặc xá và Ban giám thị đã công bố trên loa truyền thanh, tôi cảm thấy rất vui mừng và phấn khởi. Qua đó tôi cũng cảm thấy là rất cảm ơn Đảng và Chính phủ đã có những chính sách khoan hồng cho những phạm nhân, cho những người mà đã từng phạm tội như tôi. Tôi cũng xin hứa rằng nếu như mà được về đặc xá lần này thì tôi cũng sẽ cố gắng chấp hành nghiêm pháp luật và trở thành người công dân có ích cho xã hội. Tôi thụ án là 4 năm 4 tháng, đến giờ thì tôi đi được hơn 2 năm. Tôi được đặc xá thì tôi được về trước 21 tháng. Tôi cảm thấy là rất vui mừng khi được sự khoan hồng của Đảng và Nhà nước. Tôi nhận rõ được tội lỗi và sai phạm của mình.
Tôi sau này ra ngoài tôi sẽ cố gắng tích cực làm một con người tốt hơn. Trại giam Ninh Khánh hiện có hơn 4.000 phạm nhân chia ở 5 phân trại. Năm nay trại giam có 92 phạm nhân đủ điều kiện tiêu chuẩn để được đề nghị và xét đặc xá. Trại giam yêu cầu phạm nhân cam kết khi trở về phải trình báo với chính quyền địa phương đúng thời hạn quy định, trang bị những kiến thức, kỹ năng sống cơ bản, tuyên truyền, giáo dục để các phạm nhân nhận thức khi được trở về cộng đồng, xóa bỏ mặc cảm, làm ăn lương thiện, không tái phạm tội. Đối với cái số phạm nhân đủ điều kiện đề nghị đặc xá năm 2022 của Chủ tịch nước thì đơn vị đã phối hợp với Hội Luật gia tỉnh Ninh Bình và phối hợp với Trường Cao đẳng nghề Nam Định để vào để tư vấn những cái kiến thức về pháp luật cho phạm nhân để sau khi phạm nhân hết án trở về, được đặc xá trở về thì cũng dễ hòa nhập với cộng đồng và cũng đồng thời là giới thiệu một số cái việc làm, tư vấn một cái số cái việc làm để phạm nhân tham khảo sau này là phạm nhân được đặc xá về trở về với xã hội, tái hòa nhập cộng đồng có những cái ngành nghề ổn định. Đến thời điểm này, trại giam Ninh Khánh đã hoàn thành các khâu quan trọng trong công tác chuẩn bị, cũng như bảo đảm công tác phòng chống dịch COVID-19 khi diễn ra lễ công bố đặc xá. Đặc xá nhân dịp mùng 2 tháng 9 hàng năm là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, qua đó khuyến khích phạm nhân tích cực học tập, lao động, cải tạo, rèn luyện để được hưởng đặc xá, phấn đấu trở thành người có ích cho xã hội. Tiếp theo trong phần tin quốc tế, Liên Hợp Quốc kêu gọi tiếp tục giải phóng các kho chứa ngũ cốc ở Ukraine. Nga đốt bỏ khí thiên nhiên trong khi giảm cung cho EU. Điều phối viên của Liên Hợp Quốc và sáng kiến ngũ cốc Biển Đen kêu gọi các kho chứa ngũ cốc của Ukraine cần phải được giải phóng để có chỗ chứa ngũ cốc trong các vụ mùa tiếp theo. Theo điều phối viên của Liên Hợp Quốc về sáng kiến ngũ cốc Biển Đen Amir Abdullah, tổ chức này đã bắt đầu giúp các kho chứa ngũ cốc của Ukraine có chỗ chứa phục vụ cho vụ thu hoạch ngũ cốc tiếp theo. Tuy nhiên, số ngũ cốc còn tồn trong những kho này vẫn cần phải được giải phóng nhiều hơn để phục vụ cho vụ mùa mới. Trước đó, vào ngày 27 tháng 8, Thủ tướng Ukraine Denis Shmyhal cho biết các thủy thủ tàu buôn sẽ được phép rời khỏi nước này nếu được cơ quan quản lý quân sự địa phương cho phép. Động thái này có thể tạo thuận lợi cho hoạt động xuất khẩu ngũ cốc từ các cảng của Ukraine khi giúp giảm tình trạng thiếu thủy thủ và chuẩn bị cho các tàu ra vào Ukraine xuất khẩu ngũ cốc qua hành lang theo thỏa thuận do Liên Hợp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian. Giữa lúc khủng hoảng năng lượng tại châu Âu đang tăng cao thì Nga lại có động thái đốt bỏ khí đốt tự nhiên hóa lỏng trong khi đã giảm cung cấp khí đốt cho Liên minh châu Âu trước đó. Theo công ty tư vấn năng lượng Rystad, lượng khí đốt tự nhiên hóa lỏng đang được Nga đốt bỏ bằng khoảng 0,5% nhu cầu hàng ngày của các nước EU. Nơi đang đốt bỏ khí đốt là một cơ sở thuộc tuyến đường ống dẫn khí đốt dòng chảy phương Bắc 1 qua biển Baltic tới Đức. Nga đã giảm lượng khí đốt chuyển qua đường ống dòng chảy phương Bắc 1 xuống chỉ còn 20% khả năng cung cấp, thậm chí còn lên kế hoạch đóng tuyến đường ống này hoàn toàn trong 3 ngày vào tuần sau với lý do bảo dưỡng tuabin. Theo hãng tin Reuters, những tháp đốt lửa là điều bình thường ở các nơi khai thác dầu mỏ và khí tự nhiên. Tuy nhiên, các cột lửa ở nhà máy đặt tại Portovaya lại lớn bất thường và gây chú ý trong bối cảnh Nga giảm khí đốt cung cấp cho châu Âu. Nhà máy này nằm gần một trạm nén khí cho đường ống dẫn khí đốt dòng chảy phương Bắc 1. Các nhà chức trách Pháp vừa tiến hành buộc tội hai tình nguyện cứu hỏa đã gây ra một số vụ cháy rừng kinh hoàng dẫn đến thiệt hại nặng nề ở miền nam nước này trong mùa hè năm nay. Một trong hai tình nguyện viên cứu hỏa bị buộc tội gây ra cháy rừng nghiêm trọng là một người đàn ông 27 tuổi bị bắt vào ngày 24 tháng 8. Anh ta đã bị buộc tội gây ra vụ cháy rừng thiêu rụi 230 hectare đất gần hồ Vorklan, Pháp hồi đầu tháng 8. Các nhà chức trách cũng bắt giữ một người đàn ông 35 tuổi với cáo buộc gây ra một số vụ cháy khác ở xã Vif. Và người này sẽ phải đối mặt với 15 năm tù nếu bị kết tội, song anh ta đã phủ nhận các cáo buộc. Các bác sĩ tâm thần chuyên về tội phạm học cho biết một trong những lý do khiến lính cứu hỏa chuyển sang đốt phá là vì thường có nhu cầu cảm thấy muốn được công nhận. Họ muốn trở thành một vị cứu tinh, trở thành anh hùng trong vài giờ. Theo Bộ Nội vụ Pháp, kể từ đầu mùa hè, nhà chức trách đã bắt giữ 34 kẻ đốt phá gây cháy rừng. Bộ Quốc phòng Ba Lan đã ký các hợp đồng mua thiết bị quân sự của Hàn Quốc với tổng giá trị lên đến 5,8 tỷ đô la Mỹ. Ba Lan vừa ký kết các hợp đồng mua thiết bị quân sự của Hàn Quốc với tổng giá trị lên đến 5,8 tỷ đô la. Lễ ký kết diễn ra tại một đơn vị cơ giới của quân đội Ba Lan.
Các hợp đồng mua bán vũ khí này là những thỏa thuận tiếp nối các hợp đồng khung hồi tháng trước, trong đó định rõ những điều khoản cơ bản của các thỏa thuận xuất khẩu. Trong các hợp đồng khung, Ba Lan cam kết mua 980 xe tăng K2, gần 650 pháo tự hành K9 và 48 máy bay chiến đấu FA-50 từ các công ty và tập đoàn của Hàn Quốc. Đây được coi là một trong những đơn đặt hàng quốc phòng lớn và quan trọng nhất của Ba Lan trong những năm gần đây. Nhật Bản sẽ đầu tư 30 tỷ đô la Mỹ cho châu Phi, tuyên bố được đưa ra trong bài phát biểu trực tuyến của Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida tại Hội nghị quốc tế Tokyo tại Tunisia. Nhật Bản đã cam kết đầu tư 30 tỷ đô la trong 3 năm tới cho châu Phi, trong đó tập trung đầu tư vào nguồn nhân lực và thúc đẩy tăng trưởng có chất lượng. Tuyên bố được đưa ra trong bài phát biểu trực tuyến của Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida tại Hội nghị quốc tế Tokyo về phát triển châu Phi lần thứ 8 đang diễn ra tại Tunisia. Theo đó, Nhật Bản sẽ phối hợp với Ngân hàng Phát triển châu Phi tăng cường các khoản cho vay trị giá khoảng 5 tỷ đô la nhằm thúc đẩy sự phát triển bền vững của châu lục này. Nhật Bản cũng dự kiến đầu tư khoảng 4 tỷ đô la nhằm giúp châu Phi đạt được tăng trưởng xanh và tăng cường năng lực sản xuất lương thực. Bên cạnh đó, Nhật Bản sẽ hỗ trợ châu Phi phòng chống các bệnh truyền nhiễm, trong đó có HIV/AIDS, sốt rét và bệnh lao. Trên chuyến bay của Air France, hai phi công đã xảy ra mâu thuẫn và chọn cách giải quyết bằng cách đánh nhau trong buồng lái ở độ cao 10.000 mét. Theo Insider, sự cố xảy ra trong chuyến bay của Air France từ Geneva, Thụy Sĩ tới Paris, Pháp. Ngay sau khi cất cánh, tiếp viên đã nghe thấy tiếng cãi vã của hai phi công trong buồng lái và các nhân chứng cho biết hai phi công đã đánh hoặc tát nhau, nắm cổ áo nhau và vụ ẩu đả đã khiến các thành viên phi hành đoàn chú ý. Theo Insider, một thành viên phi hành đoàn đã phải ở lại buồng lái để bảo đảm hai người không đánh nhau nữa. Hiện tại, lý do xảy ra cuộc ẩu đả chưa được công bố. Chuyến bay sau đó vẫn diễn ra bình thường. Tuy nhiên, trong thông báo chính thức, Air France khẳng định sự cố đã được giải quyết nhanh chóng và không bị ảnh hưởng đến sự an toàn của chuyến bay. Đồng thời, cả hai phi công đều đã bị đình chỉ bay vì hành vi không phù hợp. Thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự trưa của Truyền hình Nhân dân. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.